Mày đi vô về mình nè. Mày khủng, mày khủng. Quá trời rồi. Cây luôn. Mà sao cái thân của nó giống nhau quá ha ta, hai cây này là nó có họ hàng gì không ta? Chắc đậu từ kia con cái này. Ừ. Thấy cái thân kiểu giống nhau ghê á. Cây này. Cây này cũng ngon rồi. Cái thân nó ngộ quá ha, cái thân nó vàng vàng trong. Quá đẹp. Cái mai này đúng khủng, mai khủng á. Hàng khủng. Cây bên đây cũng ngon nè. Mà cây bên đây á biết sao không? Nó ra lá non nhiều quá. Dạ, nó có bông bên đây. Nó có bông này cũng đẹp nè. Mà nó ra lá non nhiều quá. Này phải lặt bớt lá non của nó. Dạ. Thì nó mới đẹp chứ thôi, nó che bông hết rồi. Quá đẹp, quá đẹp. Cái này đẹp thiệt.